Kính thưa quý vị, mời quý vị theo dõi chương trình Nóng hôm nay của báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình được tài trợ bởi nhãn hàng Trà Xanh Không Độ. Chương trình hôm nay sẽ có những thông tin nổi bật sau đây. Diễn biến bất ngờ tại phiên xử vụ ngân hàng ở An Giang bị lừa đảo hơn 600 tỷ đồng. Xóa nạn thân hữu giữa quan chức và doanh nghiệp, cần giám sát chặt, xử lý nghiêm. Ngày 26 tháng 9, phiên tòa xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2 tiếp tục với phần xét hỏi các bị cáo trong nhóm tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Cáo trạng quy kết bà Trương Mỹ Lan trong thời gian từ năm 2012 đến 2022, mỗi khi cần sử dụng tiền chuyển đi nước ngoài để trả nợ và nhận tiền vay từ nước ngoài về, thì bà Lan giao cho Trịnh Quang Công cùng với Nguyễn Phương Anh, Chiêu Bình Kheon Kenneth, luật sư được bà Lan giao quản lý các công ty nước ngoài xử lý. Tổng số tiền bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã vận chuyển trái phép qua biên giới là 4,5 tỷ USD, tương đương 106.700 tỷ đồng, trong đó chuyển đi 1,5 tỷ USD và nhận tiền từ nước ngoài về 3 tỷ USD. Tại tòa, bà Trương Mỹ Lan xin hội đồng xét xử xem xét cho những lãnh đạo ngân hàng SCB Nguyễn Phương Anh, Phó Tổng giám đốc Sài Gòn Peninsula PV phê duyệt các lệnh chuyển nhận tiền khi không đủ hồ sơ. Bà Lan cho rằng những người này đã cố gắng và nỗ lực xử lý, gỡ vướng để tiền được chuyển về Việt Nam. Trong tội này, bị cáo xin nhận toàn bộ trách nhiệm và nhận hết tội cho họ. Ngoài ra, bị cáo Lan cũng khẳng định những công ty thực hiện chuyển và nhận tiền không liên quan gì đến Vạn Thịnh Phát. Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang hôm qua tiếp tục đưa ra xét xử 19 bị cáo là giám đốc, nhân viên các công ty thủy sản bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt hơn 600 tỷ đồng của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Vietcombank An Giang. Các bị cáo bao gồm Lưu Bách Thảo, Ngô Văn Thu, tổng giám đốc công ty Việt An, Nguyễn Thanh Hùng, giám đốc công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bình Minh, Trương Minh Dầu, giám đốc công ty Minh Dầu, Nguyễn Viết Tuyên, nguyên giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Hưng An Giang, Lưu Bá Phúc, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Bách Phúc và các bị cáo khác là kế toán các công ty cùng bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong số 19 bị cáo trên thì bị cáo Thảo và Trang, nguyên kế toán công ty trách nhiệm hữu hạn Minh Dầu hiện đang trốn ở nước ngoài. Theo kế hoạch, tòa sẽ bước vào phần tranh luận, Viện Kiểm sát Nhân dân sẽ trình bày quan điểm luận tội và đề nghị mức án đối với từng bị cáo. Tuy nhiên, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh An Giang đã đề nghị hội đồng xét xử tạm hoãn phiên tòa để làm rõ trách nhiệm dân sự đối với số tiền hơn 600 tỷ đồng. Sau khi hội ý, hội đồng xét xử đã quyết định hoãn phiên tòa để làm rõ trách nhiệm dân sự như đề nghị của Viện Kiểm sát, đồng thời để tránh bỏ lọt tội phạm. Ngày 26 tháng 9, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương đưa ra xét xử sơ thẩm 6 bị cáo liên quan đến vụ cháy karaoke An Phú khiến 32 người chết, 15 nữ, 17 nam và 3 người bị thương nặng xảy ra vào ngày 6 tháng 9 năm 2022 tại phường An Phú, thành phố Thuận An. Đây là vụ cháy rất nghiêm trọng, số người thiệt mạng thời điểm đó là cao nhất cả nước liên quan đến các vụ cháy. Trong 6 bị cáo bị đưa ra xét xử thì có 5 bị cáo bị xét xử về tội vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy, 1 bị cáo bị đưa ra xét xử về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Phiên tòa dự kiến được xét xử trong 2 ngày, nhưng do vắng một số đại diện của bị hại nên phải hoãn. Thời gian xét xử lại sẽ được Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương thông báo sau. Ngày 26 tháng 9, Công an huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh lập hồ sơ điều tra nguyên nhân vụ cháy một xưởng tranh trên đường Lê Văn Lương. Trước đó, khoảng 6 giờ 30 phút sáng, người dân sống trên đường Lê Văn Lương phát hiện khói bốc lên từ xưởng khung phòng tranh Hoàng Liên tại số 392A, Lê Văn Lương ấp 3 xã Phước Kiển nên hô hoán. Nhiều người huy động phương tiện tìm cách tiếp cận dập tắt đám cháy như cửa khóa ngoài, vì tiếp cận ban đầu bất thành. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an huyện Bình Chánh điều động nhiều phương tiện và các cán bộ chiến sĩ đến hiện trường ngay sau đó. Lực lượng chuyên nghiệp dùng phương tiện phá cửa cuốn, chia nhiều hướng dập lửa ngăn cháy lan. Đến gần 7 giờ 30 phút cùng ngày, đám cháy đã được khống chế. Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng gây hư hại nhiều tài sản bên trong xưởng tranh và khiến giao thông qua khu vực bị ùn ứ. Hiện nguyên nhân đang được điều tra. Do ảnh hưởng của mưa lũ kéo dài, hiện một đoạn bờ sông Hồng tại khu vực thôn 4, làng Gốm Cổ, xã Kim Lan, huyện Gia Lâm, Hà Nội đang xảy ra hiện tượng sụt lún, sạt lở nghiêm trọng. Khu vực sạt lở ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều hộ dân phải di dời đồ đạc đến nơi an toàn. Các vết nứt bắt đầu xuất hiện tại một số ngôi nhà ở khu vực xảy ra sạt lở. Chính quyền địa phương cùng người dân xã Kim Lan đã dùng cọc tre, bao cát gia cố tạm thời ngăn tình trạng sạt lở, xói mòn đất. Lực lượng dân quân địa phương cũng túc trực theo dõi tình trạng sạt lở và cấm người dân lại gần khu vực nguy hiểm. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi đã kết thúc chuyên mục điểm tin. Quý vị có những thông tin nóng hấp dẫn, vui lòng gửi về cho chúng tôi theo địa chỉ email nóng hôm nay@phapluottp.vn.
Tiếp theo đây, xin mời quý vị cùng đến với chuyên mục nhận định. Đi đâu cũng mang phong độ nha, đến đảo Trà cắm trại thôi. Mai chiều đẩy rồi, nắng nóng căng thẳng mệt mỏi quá. Hãy uống trà xanh phong độ được làm từ trà Thái Nguyên, giàu chất chống oxy hóa EGCG. Có cách rồi. Ở đây nè, trà xanh phong độ không lo căng thẳng mệt mỏi, giải nhiệt cuộc sống. Quý vị, từ ngày 24 tháng 9 năm 2024 đến nay, báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh liên tiếp đăng tải 3 kỳ tuyến bài xóa nạn thân hữu giữa quan chức và doanh nghiệp. Đây là tuyến bài phân tích bản chất, tác động của các mối quan hệ giữa một bộ phận đảng viên, công chức thoái hóa, biến chất với các doanh nghiệp trong hơn 10 năm qua, đánh giá nhận diện tình trạng thân hữu, từ đó kiến nghị các giải pháp để khắc phục tình trạng này. Thưa quý vị, liên quan đến giải pháp xóa nạn thân hữu giữa quan chức và doanh nghiệp, ông Nguyễn Đức Hà, nguyên vụ trưởng vụ cơ sở đảng, ban tổ chức trung ương khẳng định thuốc để trị nạn tham nhũng, lợi ích nhóm đã được kê rất đúng, trong đó cốt lõi vẫn là công tác cán bộ. Ông Nguyễn Đức Hà, nguyên vụ trưởng vụ cơ sở đảng, ban tổ chức trung ương khẳng định thuốc để trị nạn tham nhũng, lợi ích nhóm đã được kê rất đúng, trong đó cốt lõi vẫn là công tác cán bộ. Thưa ông, nhìn lại quá trình phòng chống tham nhũng trong suốt hơn 10 năm qua, đặc biệt là những vụ đại án gần đây, nhiều người phấn khởi nhưng cũng có ý kiến băn khoăn khi có nhiều đảng viên, cán bộ, công chức, thậm chí thuộc diện trung ương quản lý bị xử lý. Quan điểm của ông như thế nào về vấn đề này ạ? Trước hết, tôi khẳng định luôn là công tác phòng chống tham nhũng của chúng ta đang đi đúng hướng. Dù vẫn có một số ý kiến, nhất là trên mạng xã hội, nói này nói kia, nhưng tôi muốn nhắc lại lời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng rằng công cuộc chống tham nhũng của chúng ta là nhằm làm trong sạch đảng và bộ máy nhà nước để phát triển đất nước, là cuộc đấu tranh chống giặc nội xâm, tuyệt nhiên không phải là cuộc đấu giữa các phe cánh hay đấu đá nội bộ như một số người hiểu sai hoặc cố tình xuyên tạc. Qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh phòng chống tham nhũng tiêu cực phải phục vụ phát triển kinh tế xã hội, không vì để mạnh công tác này mà ảnh hưởng cản trở phát triển kinh tế xã hội. Đồng chí Tô Lâm cũng khẳng định công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực phải được gắn liền với việc đẩy mạnh hoạt động cải cách thủ tục hành chính, thúc đẩy, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để tạo một khí thế mới và không gian phát triển kinh tế xã hội. Vì sao tôi có đủ cơ sở để tin tưởng như vậy? Thứ nhất, chúng ta phải hiểu tham nhũng mà trong đó có chủ nghĩa thân hữu là khuyết tật bẩm sinh của quyền lực. Tham thì ai cũng có thể tham, nhưng để nhũng, tức muốn nhũng nhiễu thì phải có quyền lực. Mà quyền lực thì có ở khắp nơi, từ những đảng viên, cán bộ, công chức ở đơn vị cơ sở đến trung ương, ở nước nào cũng có. Vì chúng ta phát hiện xử lý rất nhiều cán bộ vi phạm từ nhẹ đến nặng, từ thấp đến cao trong suốt nhiều năm qua, tưởng chừng bất thường nhưng thực tế là bình thường. Hãy nhìn vào báo cáo chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 2023 PCI của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI năm 2023, có đến gần 70% doanh nghiệp được khảo sát cho biết vẫn còn tình trạng nhũng nhiễu của cán bộ, công chức, viên chức khi giải quyết các thủ tục cho doanh nghiệp. Vẫn còn gần 7% doanh nghiệp phản ánh cán bộ thanh kiểm tra lợi dụng thực thi công vụ nhũng nhiễu doanh nghiệp. Vậy chúng ta chống tham nhũng là đúng, không chống sẽ gây ra nhiều thiệt hại, méo mó thị trường, làm mất niềm tin của người dân và doanh nghiệp. Nhìn ra thế giới sẽ thấy, các nước xử lý tham nhũng cũng quyết liệt, vì cán bộ dù có cấp cao đến mấy cũng có thể bị xử lý là chuyện bình thường. Chống tham nhũng mạnh có làm triệt tiêu đi tính dám nghĩ dám làm, sáng tạo của cán bộ công chức hay không ạ? Khi xử lý tham nhũng, phải phân biệt được đâu là tham nhũng, tức có động cơ, tư túi, còn đâu là làm vì lợi ích chung. Bộ Chính trị đã có kết luận số 14KL/TVK năm 2021 về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung. Năm 2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 73 về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Cùng với những giải pháp khác, tôi tin nếu cán bộ trong sáng không vụ lợi thì sẽ được bảo vệ.
Ví dụ, hồi đầu năm nay, ông Nguyễn Thành Danh, cựu giám đốc CDC Bình Dương đã được tòa tuyên miễn trách nhiệm hình sự trong vụ án Kit Test Việt Á. Tòa nhận định ông Danh biết rằng việc mình làm có thể dẫn tới việc bị xử lý, nhưng vẫn dám nghĩ dám làm và không ngại vất vả vì sức khỏe đồng bào. Vậy theo ông, đâu là những điểm quan trọng trong công tác phòng chống tham nhũng, đặc biệt khi nói về quan hệ bất chính giữa một số cán bộ, công chức đối với doanh nghiệp ạ? Văn kiện đại hội 13 của đảng xác định rõ, từng bước mở rộng hoạt động phòng chống tham nhũng, lãng phí ngoài khu vực nhà nước. Chỉ có mười mấy từ này thôi, nhưng đằng sau đó là sự chuyển dịch tư duy, nhận thức, quyết tâm rất mạnh mẽ của đảng và nhà nước về phòng chống tham nhũng. Trước đây, công tác phòng chống tham nhũng thường tập trung vào các đảng viên, cán bộ, công chức và các doanh nghiệp nhà nước. Nhưng nay thì như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ đạo, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai. Nghĩa là tham nhũng trong lĩnh vực trong hay ngoài nhà nước, giữa những người làm công vụ với nhau hay giữa công chức và doanh nghiệp thì củi vào lò là đốt, củi tươi cũng phải đốt. Hiện nay, Việt Nam mở cửa mạnh mẽ, doanh nghiệp trong và ngoài nước rất đông, đa dạng, quan hệ phức tạp, nên một mặt phải tạo cơ chế, chính sách công bằng cho họ làm ăn, mặt khác phải giám sát, phát hiện, xử lý những doanh nghiệp làm ăn không tử tế, không đúng pháp luật, dù sau lưng họ có ai bảo kê, thân hữu. Vì vậy, các vụ đại án như công ty Việt Á, Vạn Thịnh Phát hay mới nhất là tập đoàn Phúc Sơn, Thuận An cho chúng ta thấy rõ quyết tâm của đảng, nhà nước không chỉ trong việc xử lý quan chức làm sai mà còn xử lý cả những người ngoài khu vực nhà nước có sự giúp sức, hỗ trợ đắc lực cho những sai trái đó. Việc này phù hợp không chỉ với tinh thần, luật pháp của Việt Nam mà còn đi theo xu hướng tiến bộ trong phòng chống tham nhũng một của thế giới. Xin cảm ơn ông về những chia sẻ vừa rồi. Kính thưa quý vị, là người bạn đồng hành của độc giả, Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh luôn sẵn sàng tiếp nhận các phản ánh, thắc mắc của bạn đọc về các vấn đề trong cuộc sống. Chúng tôi cũng rất vui khi liên tục nhận được nhiều đơn thư của bạn đọc khắp nơi gửi về. Trong chuyên mục ý kiến bạn đọc hôm nay, xin được điểm qua một số nội dung phản ánh mới nhất. Chúng tôi đã tiếp nhận thông tin của bạn đọc Nguyễn Đạt gửi qua fanpage Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh phản ánh về tình trạng xe dù ở sân bay. Họ thường nhắm vào những người khách nước ngoài. Ông Đạt là tài xế xe công nghệ hay rước khách ở sân bay nên ông nắm rõ về chiêu lừa của các xe dù. Khi thấy khách hàng đang đứng chờ xe, họ sẽ tới hỏi thăm và cố tình nhìn vào điện thoại của khách để biết thông tin xe khách đặt rồi tự nhận họ là tài xế xe khách đã đặt. Sau đó hướng dẫn khách đi đến chỗ xe đầu. Khi khách đã lên xe thì phải trả mức giá cao hơn nhiều so với giá thực tế khách đặt. Nhiều khách hàng bức xúc nhưng vì đã lỡ đi rồi nên đành phải trả tiền. Anh Đạt phản ánh mong báo lên tiếng để dẹp nạn xe dù này, tránh gây tiếng xấu cho du khách nước ngoài khi đến Việt Nam. Bên cạnh đó, chúng tôi có tiếp nhận đơn thư của bạn đọc Đỗ Văn Nghị phản ánh. Ông Nguyên là chiến sĩ đội an ninh chính trị bị bắt giam năm 1981 do nghi ngờ bắn chết người cướp tài sản. Trong quá trình tạm giam, ông không nhận tội. Sau đó, ông được đưa ra tòa án xét xử một lần. Năm 1987 thì ông có lệnh tạm tha. Sau khi có lệnh tạm tha, ông không nhận được quyết định nào khác. Con cái bị ảnh hưởng nặng nề về lý lịch nên ông mong báo phản ánh. Khi nhận thông tin phản ánh, chúng tôi đã kịp thời chuyển phóng viên tìm hiểu hoặc chuyển cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết và trả lời sớm nhất cho quý bạn đọc. Thưa quý vị, đến đây thì thời lượng của chương trình Nóng Hôm Nay của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã hết. Chương trình được phát vào lúc 8 giờ mỗi ngày từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần trên velo.vn, đồng thời phát lại trên các kênh YouTube, Facebook của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình được tài trợ bởi nhãn hàng Trà Xanh Không Độ. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai.